FC xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình cập nhật những tin tức nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong 24 giờ qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao tới 32 mét, di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tập trận của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết, hôm qua sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong thời gian khoảng 1 tiếng 16 phút 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Tư Tử và cuốn trôi rất nhiều ngôi nhà, nhiều công trình, kể cả bệnh viện Vũ Hán, nơi đã từng điều trị cho hơn 600.000 người mắc chủng Covid-19 ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, đã có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chạy toán loạn để tránh nạn. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại vòi rồng đi qua là vô cùng to lớn, không thể thống kê được chính xác. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Tương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao nay lại càng cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong mực nước lên tới 7 mét, có nơi lên tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ là một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm sâu dưới 3 mét. Điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của đất và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện sám hối những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại, để bây giờ bị quả báo ập đến không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập chứ có đến 10 ông Tập bây giờ cũng không làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận. Và hình như ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì chính Trung Quốc đã đem quân đi gây gổ với tất cả các nước láng giềng xung quanh, nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên, đất, trời sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ hống hách. Khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào hôm qua lúc 19:30, trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 32 mét, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính quyền của Trung Quốc đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh, nhưng chỉ sau 4 năm tính từ ca nhiễm chủng Covid-19 đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay thành phố đã biến thành một thành phố không một bóng người, và bây giờ thì nó lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thế nhưng hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn không sợ nghiệp quật, khi hôm qua truyền thông của nước này vẫn đưa tin quân đội của Bắc Kinh vẫn đang ùn ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai chiến tuyến để tăng cường lực lượng quân sự, thị uy dương ngoài, đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết rằng, mặc dù gần 1 tỷ người dân Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở, không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận múa võ dương ngoài. Ngoài mục đích là để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to, gió lớn, bão tố mịt mù, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì, họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn, đánh nhau với quân đội Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm một số quần đảo lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập vẫn chưa thấy sợ sự trừng phạt của thiên nhiên, hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh mắt mèo nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết rằng,
chắc chắn đây chỉ là một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào, đó là đập vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Bởi vì chỉ có con đập Tam Hiệp này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện của Trung Quốc nữa, và khi đó chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ. Chứ hiện tại chính quyền của ông ta vẫn còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, hôm qua nước lũ còn xuyên qua tầng 3 của các nhà dân ở thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy toán loạn. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt, nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền nam của Trung Quốc đang trải qua tình hình lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Theo tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp khi mà Hồng Thủy số 1 trên sông Trường Giang, con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao, lên tới 53.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang sấp chỉ 31,7 mét. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày hôm kia, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra, nghĩa là bây giờ ba cửa xả của con đập Tam Hiệp này đang hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù ba cửa xả con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn xảy ra ở hầu như toàn bộ 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng, hôm qua đưa tin mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt quá mức báo động đỏ, tức là báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm cho mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt mức báo động số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó phòng chống lũ cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có tới 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này. Mực nước vượt mức báo động đỏ nhiều hơn hàng năm, lên tới 400%. Một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc về mưa lũ. Trong đó, các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 7, tháng 8, chiếm khoảng 193%. 293 con sông khác đang trong cảnh báo cao khi sắp vỡ đê. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 1.000 năm vừa qua. Nước lũ chảy qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90 đến 150%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan tới tình hình đại họa lũ lụt hạn hán ở Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết, thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc, một hiện tượng lạ và hiếm gặp. 1.000 năm mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục, đây là một điểm báo rất xấu cho phía Trung Quốc trong năm 2023. Tờ báo của quốc tế cho biết, khu vực Tân Cương Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa qua xảy ra khi khu vực này đang trải qua mùa hè nóng bức. Tân Hoa Xã đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ đầy tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông phía Trung Quốc đang chịu mưa lũ khủng khiếp. Lớp bão tuyết dày khoảng 30-60 cm, đặc biệt có nơi lên tới 100 cm, thảo nguyên nằm ở khu vực độ cao 2.400 m so với mực nước biển. Dù thảo nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè vào những năm trước, tuy nhiên theo truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lớn, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới vẫn tiếp tục xảy ra tại 28 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc.
để đề phòng, người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như người dân đã quá chống chọi và kiệt sức rồi, nên bây giờ nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình lũ lụt, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần, đại họa đến từ phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị vào những bản tin kế tiếp. Còn bây giờ, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để theo dõi những chương trình tiếp theo của chúng tôi.